Theo thông tư mới nhất có hiệu lực thi hành từ đầu tháng 6 năm 2024, việc học và thi cấp giấy phép lái xe ô tô có nhiều thay đổi so với trước đây. Thông tư này cho phép học viên học lý thuyết có thể lựa chọn học bằng hình thức trực tuyến, bên cạnh hình thức học tập trung tại cơ sở đào tạo như hiện nay. Riêng các nội dung lý thuyết như cấu tạo và sửa chữa thông thường, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kỹ thuật lái xe, hình thức học bắt buộc là tập trung tại cơ sở đào tạo. Môn thực hành vẫn học tập trung về thời gian học, thông tư có quy định thời gian học lái xe ban đêm được tính từ 18 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau. Đối với các trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe, thông tư quy định nếu có hành vi gian dối để được cấp giấy phép lái xe, tẩy xóa, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình, chủ giấy phép lái xe bị cơ quan chức năng thu hồi. Ngoài những trường hợp nêu trên, nếu cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe cho người không đủ điều kiện, có sai sót các thông tin về họ tên, ngày sinh, quốc tịch, nơi cư trú hoặc cơ quan có thẩm quyền xác định người lái xe có chất ma túy thì giấy phép lái xe cũng bị thu hồi. Bên cạnh đó, thông tư cũng quy định nếu thông tin giấy phép lái xe của người sở hữu đã được xác thực trên VNEID, ứng dụng định danh điện tử của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an thì giấy phép lái xe này cũng có giá trị sử dụng tương tự bản cứng.